Trung quân nhận được mệnh đề tiếp theo, đề số 4, do dân chủ Huynh Tịnh Hữu nhờ đồng đạo chia sẻ dùm 10 câu trong bài cho ông Khoa Tào Hảo. Cầu tu cho đạt ngũ hương, quê gươm trí huệ ma dương hải hùng, làm cho chúng phục tùng chân lý, trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoằng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Phá ngũ uẩn gước lần tham ái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Dạ, kính thưa chú quý vị và chú quý đồng đạo, đó là nội dung của mệnh đề vừa mới nêu lên trong chương trình hôm nay. Thì theo lời mời của chấn chủ, và đây xin kính chào lại Huynh Lê Minh ạ. Huynh có trước máy không Huynh? Nếu có trước máy, kính mời Huynh Lê Minh giơ bàn tay vàng lên để chia sẻ qua mệnh đề tiếp theo trong chương trình sinh hoạt hôm nay. Dân giờ đây xin kính mời bàn tay Huynh Lê Minh. Cảm ơn bàn tay Huynh rất là nhiều. Kính thưa chú quý vị và chú quý đồng đạo, giờ đây Trung Quân cũng mời được một bàn tay rất là xinh đẹp trong đạo tràng của chúng ta, cũng từng chia sẻ qua những mệnh đề trong giáo lý của Đức Thầy rất là hay. Giờ đây xin kính mời dân chủ và toàn thể chú quý đồng đạo mình ngồi lắng nghe qua sự chia sẻ của Huynh Lê Minh. Giờ đây xin trân trọng kính mời. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị có mặt ở trong rung sinh hoạt kính pháp, qua tìm hiểu qua cái lời chỉ dạy của Đức Thầy trong kinh giảng, thì vừa qua lần lượt chúng ta cũng được nghe sự trình bày trao đổi của sư Huynh Bửu Châu qua ý pháp, hay là Huynh Hoài Bảo, cũng các hàng huynh trưởng ở trong cái làng đạo đã có nhiều năm nghiên cứu tìm hiểu sâu sắc qua cái giáo lý của Đức Thầy. Thì Lê Minh cũng tập tễnh trên cái con đường tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi qua những cái sự chỉ dạy của các bậc huynh trưởng, các hàng trí thức, cô bác lớn tuổi trong làng đạo. Thì theo cái sự hiểu biết của mình ở trong các phạm vi nào, thì chúng ta cũng xin trình bày theo cái khả năng nghiên cứu và theo cái sự tu tập của Lê Minh. Thì vừa qua được đồng đạo Tịnh Hữu trong cái đề thứ tư hỏi qua 10 câu ở trong cái bài cho ông Cò Tà Hảo, thì được Đức Thầy của chúng ta viết để tặng là một cái bài tâm pháp để gửi đến cho ông. Thì ngày Đức Thầy chúng ta trong cái khoảng thời gian, tức là ngày khai đạo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, thì được 10 tháng 24 ngày, thì Đức Thầy đến ngày 20 tháng 4 năm Canh Thìn, thì ông Nguyễn Văn Lễ cùng với Sở Mật Pháp Ba Vinh đến mời Đức Thầy vào buổi sáng, vào nói rằng nhà nước Lăng Xa mời ông Tư về Châu Đốc để bàn qua một số việc. Thì sau đó họ đưa Đức Thầy chúng ta về Sa Đéc ở hết 6 ngày, đến ngày 17 tháng 4 năm Canh Thìn. Thì ông Cò Ba Diêm đó mới nói với thầy là nhà nước Lan Sa không chấp nhận ông Tư phải truyền đạo ở Châu Đốc nữa. Cuối cùng thì sáng hôm sau ngày 18 tháng 4 đó, thì được người đệ tử mới quy tu hành, tức là ông Thông Phán Hồ Viết Long, thì chiếc xe của mình đưa Đức Thầy chúng ta xuống Nhân Nghĩa Sà No, là ngay nhà của ông bạn của ông là ông Hương Bộ Thạnh. Thì trong cái thời gian ở nhà ông Hương Bộ Thạnh là 70 ngày, thì người Pháp nghĩ rằng Đức Thầy của chúng ta sao mà ra dạy đạo sinh khùng sinh điên, mà sao đi xuống dưới này mà độ cho rất nhiều người quy ngưỡng theo cái tinh thần Phật Pháp. Nên khi nó không biết Đức Thầy chúng ta điên thiệt hay không, thì họ mới đưa Đức Thầy chúng ta ra cái bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ để khám cái bộ não xem coi Đức Thầy của chúng ta là một cái người hay là một cái vị nào. Thì suốt qua 5 ngày thì họ khám không ra, cuối cùng họ quyết định đưa Đức Thầy chúng ta về nhà thương chữa quán, là cái nhà thương chữa bệnh điên. Thì đến ngày 3 tháng 7 đó thì họ quyết định đưa Đức Thầy đi. Đến ngày 4 tháng 7 thì Đức Thầy chúng ta ở tại nhà thương chữa quán. Thì suốt trong cái thời gian là 311 ngày. Sau đó thì Đức Thầy đã độ được ông giám đốc ở bệnh viện và ông gác cổng, được đồng đạo tới lui thăm viếng,
và cũng có rất nhiều người quy ngưỡng theo cái tinh thần Phật pháp. Thì sau đó họ đưa Đức Thầy chúng ta xuống Bạc Liêu. Thì theo cái dự kiến buổi đầu là Đức Thầy ở nhà ông Hội Đồng Điều, tức là anh em với công tử Bạc Liêu đó, lá phép xin về tỉnh Bạc Liêu ngủ nơi gia trạch Hội Đồng Điều. Nhưng mà cuối cùng thì người Pháp nếu mà ở nhà ông Hội Đồng Điều thì sợ là Đức Thầy chúng ta còn sẽ thuyết pháp độ đời nữa, cho nên họ quyết định họ đưa Đức Thầy chúng ta ở tại nhà của ông Chánh Số Phủ Nam Kỳ, miền Tây Nam Bộ, tức là ông Ký Giỏi. Thì trong cái thời gian thì Thầy chúng ta ở là 845 ngày. Thì trong cái thời gian này đó là Đức Thầy chúng ta đã độ được ông Ký và có rất nhiều đồng đạo đến cũng quy ngưỡng theo cái tinh thần Phật pháp. Thì trong cái năm Nhâm Ngũ năm 1900 thì Thầy có chứng minh cho một cái vị, vị này đó làm tò tàu ở Sài Gòn, tức là ông Trần Quang Hảo. Thì ông Trần Quang Hảo là lúc đó ông làm cò tàu mà theo cái tiếng của người Pháp á, bây giờ nó có cái chức giống như là giám đốc của một cái bến tàu. Rồi ông bận cái trong bận rộn trong cái công việc mà tức là cái công việc làm của ông, rồi cuối cùng thấy bạn bè rồi cứ rủ đi vào những cái chuyện ăn chơi thị lạc hoài, thì cuối cùng ông mới quyết định cái hướng là phải xuất gia tu hành. Nhân đó Thầy mới viết cho một cái bài tâm pháp để nhắc nhở trên cái con đường hành đạo, trên cái con đường mà quy y Tam Bảo, hay là đi theo cái hướng thượng theo tinh thần của đạo Phật. Thì một cái bài giống như một cái bài kinh, một cái lời, những cái lời hay ho mà Đức Thầy đã gửi gắm và cầu chúc cho ông thì trên cái bước đường tu. Và đặc biệt cái trong cái bài mà cho ông là cò tòa hảo đó, Thầy chúc ông có hai lần: chúc cho đó dẹt mây mù, vững vàng bất thối công phu dương tròn, hay là chúc ông hoàn nhã dưỡng lẹo, qua bờ giác ngạn sớm treo gương mộng. Thầy sẽ chờ đợi ông đến một cái ngày đắc đạo lắng tay, nghe được tinh hồng tờ qua ít chữ gọi lòng chưa vui. Thì Đức Thầy sẽ chờ cái tin vui, tin cái ngày đó ông đã đắc đạo thành công. Thì để trở lại trong một cái phần, những cái phần tâm pháp đặc biệt mà Đức Thầy đã xuất tất cả những cái pháp môn tu của theo 10 tông của đạo Phật, mà hôm nay để đem đúc kết lại trong cái bài gửi cho ông Cò Tạ Hảo, thì được chư đồng đạo để cũng như trong nickname của Tịnh Hữu cũng có hỏi lên để rồi chúng ta cùng chia sẻ qua, tìm hiểu qua những cái ý pháp. Thì kính thưa quý vị, thì trong cái bài mà cho ông Cò Tòa Hảo đó thì đặc biệt vô cùng. Nếu chúng ta thấy đồng đạo mà bên Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đọc nghe thì mình thấy bình thường, nhưng mà có dịp á, thì có lần năm 97 trong cái phái đoàn của chú Tư Đậm, chú Sáu Hảo đi cứu trợ ở miền Trung, sau đó có trở về ở Đà Lạt ghé để thăm viếng, rồi có đến những cái thiền viện, đến những cái chùa lớn đó để rồi đọc trong những cái đêm để rồi trao đổi qua cái Phật pháp. Thì lúc đó đó thì bé Ngọc Ngoan đó là còn nhỏ tuổi, bé mà, cho nên đồng đạo mới giới thiệu lên đọc cái bài. Lúc đó Ngọc Ngoan lên đọc cái bài cho ông Cò Tòa Hảo. Thì quả thiệt là chú Sa Hảo rồi huynh đệ kể lại đó, các vị là sư trong chùa đó là kính phục vô cùng và trân trọng với cái bài mà Đức Thầy viết cho ông Cò Tòa Hảo. Mà khi đọc lên ở trong các chùa chiền đó, hầu như nó rất là phù hợp. Đây là những cái bài tâm pháp đặc biệt mà Đức Thầy đã gửi gắm cho ông Cò Tòa Hảo, cũng như đây là một cái lời nhắc nhở trên cái con đường tu hành của ông. Thì để trở lại trong cái phận sự, để chúng ta tìm hiểu khái quát là cầu tu cho đạt ngũ hương. Thì cái chữ cầu là cái sự mong mỏi, cái chữ tu là chúng ta phải thực hiện theo những cái lời chỉ dạy của Đức Phật, Đức Thầy. Cho đạt tức là cho thấu đáo tin tưởng. Cái ngũ hương đó thì Thầy rút ở trong cái pháp Bửu Đạt Kinh của Lục Tổ Huệ Năng, tức là năm cái điều, năm cái việc mà cái người tu chúng ta cần phải đạt đến cái trọn vẹn. Bởi vì mà thứ nhất đó là cái giới hương, rồi định hương, giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương. Thì khi mà cái vị nào mà chúng ta phải thực hiện được trọn vẹn ở trong cái giới định huệ, rồi đạt đến cái chỗ là giải thoát chi kiến hương, thì lúc đó mới có khả năng, mới có đủ điều kiện phương tiện
Đó. Mà khi mà chúng ta đạt cái chữ giới định huệ mà tròn đầy rồi thì đã lọt ngoài tam giới rồi quý vị ạ. Mà đến cái chỗ giải thoát chi chứng hương đã thành là cái bậc là tinh văn tiểu thừa A La Hán, hay rồi dài lên giải thoát chi kiến hương là thành là Bồ Tát Phật rồi. Đó. Mà nếu mà thực hiện trọn vẹn cái ngũ, khi mà chúng ta đạt được cái ngũ hương là đã lọt ngoài tam giới, đều có lục thông hết. Đó. Cho nên nó giới năng sanh định, định năng sanh huệ, huệ tắc minh tâm, mà minh tâm kiến tánh thành Phật. Cho nên người nào giữ giới nó mới có được cái mùi thơm. Cái chữ hương là mùi thơm. Đó. Cho nên ai mà giới luật mà là thầy của chư Phật ba đời, cho nên trong kinh Phạm Võng, trong kinh Đức Phật cũng thường bảo đó, giới như minh nhật nguyệt diệt nhiên lạc châu di trần Bồ Tát chúng do thị thành chánh giác, giới sáng như mặt trời, mặt trăng như châu anh lạc, Bồ Tát như di trần, điều thành bậc chánh đẳng chánh giác cũng do sự giữ giới luật mà ra cả. Hay là tam thế Phật pháp giới di căn bản, bản chi bất tu đạo diễn hồ tai, chư Phật ba đời thành đạo thành Phật cũng do giữ giới luật. Thì hôm nay nếu chúng ta giữ được cái giới luật thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó, so với đạo Phật thì các vị là người ta giữ rất nhiều giới. Thì cũng như là bên hàng tại gia cư sĩ là U Bà Tắc U Bà Di thì có giữ 5 giới đó. Rồi cái người xuất gia đó Sa Di thì 10 giới đó. Người Sa Di Sa Di Ni, còn cái hàng tỳ kheo đó là 250 giới, còn tỳ kheo ni là 348 giới đó. Nhưng mà Đức Thầy hôm nay chúng ta ra đời đã dạy đó, Thầy gom lại thế này nói, nếu xuất gia ngũ giới ráng gìn, tu chân chánh mới không hậu thiên. Cho nên cái mặc dầu là nói nhiều như vậy, nhưng mà gom chung lại đó, mà giữ tròn 5 cái giới căn bản đó là có cái mùi thơm rồi. Cho nên là bệnh khắc sĩ đó quý vị thấy đó, là có các vị mà cũng như sau cái ngày tổ, sư tổ Minh Đăng Quang đó, thì cũng có là sư Giác Nhiên, là sư Giết Chánh, hay là sư Thích Giác Khang đó. Đó, thì các vị sư này như sư Giết Chánh đó, thì sư giữ có 5 giới à. Đó. À, tổ mà đi tới đâu rồi các vị mà giữ 250 giới thì gặp ông phải quỳ lại quá vậy. Giữ có 5 giới nhưng mà ngủ ngồi không nghe. Đó. Rồi là không có ở một cái chỗ nào quá 2 lần. Đó. Ngồi thiền là hay đi đến khất thực, đến một cái nhà đồng đạo, nhà những nhà đệ tử cũng không, cũng theo cái hướng dẫn của Phật tổ ngày xưa trong cái thời đi khất khất thực đó. Đó, cho nên các vị đó, đó là cái quan trọng nhất là giữ cái giới luật cơ bản, thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo đó, mà giữ đúng 8 điều răn cấm là chúng ta đã có cái mùi thơm rồi. Đó, mà khi mà giữ giới luật mà cho nghiêm minh thì giống như cây đèn á, thì giống như có cái ống khói đó, cây đèn dầu đó mà có ống khói thì mới bảo vệ được, tức là cái giới luật nó mới bảo vệ được cái ngọn nến ở trong, cái ngọn đèn ở trong. Mà khi mà có cái ống khói bên ngoài để bảo vệ những cái gió trần đó, thì cái ngọn đèn bên trong mới có định, thì từ cái chỗ định đó nó mới phát cái sáng, ánh sáng ra bên ngoài trong đêm tối được. Thì hôm nay cái người tu nhờ nhân cái giữ giới mới sanh định, định rồi mới có cái huệ, hay là có cái trí tuệ siêu việt, thì lúc đó mới có thể chiếu phá vô minh, đi đến cái chỗ thành tựu đạo quả. Thì hôm nay thầy nói là cầu tu cho, thầy nhắc nhở cho ông Cò Tòa Hảo đó, là trước nhất đó, cầu tu cho đạt ngũ hương. Mà nếu ông đạt ngũ hương là ông đã lọt ngoài tam giới rồi, chứ không phải đơn giản, ông đã chứng quả, đến cái quả vị siêu việt của đạo Phật rồi, từ cái bậc mà A La Hán rồi Duyên Giác Bồ Tát Phật. Rồi cầu tu cho đạt ngũ hương, rồi quê gom trí huệ ma dương hải hùng. Mà khi ông đạt ngũ hương rồi thì lúc đó đã có trí huệ rồi đó. Bởi chữ huê là gì? Chữ huê là tức là vẫy hay là múa. Tức huê gom tức là múa gom. Hay là muốn nói là cái trí tuệ siêu việt mà của cái nhà tu đã đắc đạo, thì cái chữ trí tuệ hay là trí huệ, cái trí, cái từ huệ đó, cái trí là cái sáng suốt do học hiểu qua kinh sách kinh điển của nhà Phật mà có được cái trí. Còn cái chữ huệ hay là cái chữ tuệ, cái người miền Trung miền Bắc thì đọc là tuệ, còn người miền Nam chúng ta đọc là huệ. À, thì trí huệ, còn người miền Bắc đó đọc là trí tuệ. À, thì cái chữ tuệ hay là huệ đó là cái do cái sự tu chính của các vị đó, do dứt từ tham sân si mà có được cái chữ huệ, hay là có được cái chữ tuệ. Cho nên trí là do cái sự học hiểu, cái kiến thức của cái đời, mà huệ là do cái sức tu tập của cái nhà đạo, dứt từ tất cả những phiền não tham sân si, mình mới có được cái trí tuệ. Đó, mà trong kinh Phật nó là thật trí huệ giả, tất thị độ lão bệnh tử, hải thiên lao thiền giả, nó diệt thị vô minh hắc ám, đại minh đăng giả, nhất thiết bệnh giả, chi lương được lược giả, nó phạt phiền não giả, chi lợi phủ giả.
Trí tuệ chân thật là chiếc thuyền kiên cố đưa chúng sanh qua biển khổ sông mê, là ngọn đèn sáng soi miền hắc ám, là liều thuốc hay chữa được muôn ngàn bệnh tật, là chiếc búa sắt đập tan rừng phiền não, là lưỡi dao bén cắt đứt lưới vô minh. Cho nên là người nào có trí tuệ rồi thì lúc đó là chúng ta mới có đủ cái khả năng để dứt trừ tất cả những cái vô minh phiền não của mình. Đó, cho nên trong kinh Phật hay hoặc giả là thầy nói quê gâm trí huệ ma dương hải hồn. Ngày xưa mà đắc kỷ quý vị biết, ông Na Tra Dương Tiễn nó mà đưa quê gươm lên đó để chém cái đầu đắc kỷ, thì đắc kỷ mỉm cười là gươm mấy ông này rớt hết, chém ra không có đứt cái đầu đắc kỷ. Nhưng mà tới khi ông Khương Tử Nha đó đặt cái bàn hương án lên đó, thì lúc đó đắc kỷ biết rồi, chỉ có cái gươm vô hình của cái gươm lục yểm ấy mới có thể chém cái đầu của mình được. Cho nên khi đặt cái bàn hương án rồi, đắc kỷ quỳ xuống là sợ rồi quý vị, rung cả mình mấy cái. Thì hôm nay đó, đó thì làm sao phải có được cái trí tuệ chân thật mới được đó, thì quê gom trí huệ ma dương hãy hùng, chứ giờ mình quê gom lục nhất cái chừng ma dương mỉm cười à đó, thì ma dương đây là chúa của loài ma, mà thường là ở tầng trời thứ sáu đó, mà cái sức tu là cao lắm mới động tới thiên ma, động tới ma dương. Ngày còn tu dở như Lê Minh đây thì thật ra là thiên ma không có dòm ngó tới quý vị ơi đó. Cho nên các vị mà như Phật ngày xưa mà ngồi dưới cội bồ đề đó, sau khi mà chiếu phá tất cả những tham sân si phiền não rồi lần lượt chứng tam minh đó, thì lúc đó là cung trời thứ sáu đã rung rinh hết rồi. Cái chỗ chúng ta ở gọi là địa cư, rồi lên tới hư không cư đó, rồi tứ thiên vương đau lợi dạ ma đau sức quá là tha quá tự tại đó, thì tha quá tự tại là cung trời của ma dương đó, cung trời thứ sáu trong dục giới. Mà khi chúng ta đã tu hành đó, thì đến một cái mức có một cái trình độ khả quan rồi đó, thì lúc đó mới động tới thiên ma, tức là chúa của loài ma. Thì lúc đó ma mới xuống để rồi mới cho những hàng em môn nhân đệ tử xuống để rồi phá chúng ta đó. Rồi giờ chúng ta gặp những cái cảnh nghịch này kia, tu rồi cũng có nhiều khi đó chồng tu vợ chồng giác ngộ mà vợ chưa có hoài đầu hướng thiện, hay là bà vợ phát tâm tu hành mà ông chồng chưa còn sáng sai chịu xỉn, hay là cha tu thì cha mẹ tu mà con cái không có hoài đầu để trở lại con đường Phật pháp, hay là con tu thì cha mẹ không có giác ngộ theo đạo. Thì đây là những cái khảo trong gia đình rồi lần lượt này kia, đó là những cái mà thường thường rồi chúng ta là muốn rớt rồi, huống hồ chi có thiên ma xuống nữa quý vị. Mình ra cái người mà tu cao lắm, có cái trình độ, có trí tuệ là sắp chiếu phá được tất cả những phiền não, sắp lọt ngoài tam giới, thì lúc đó ma dương là phải xuất hiện cho nên là đến cái giai đoạn mà thầy đã nhắc nhở cho ông Cò Tà Hảo đó, làm sao phải đạt được cái ngũ hương. Thì lúc đó có cái trí tuệ thì ma dương mới hải hụt. Chứ hải đó là cái gì? Là phải là khiếp sợ à, là sợ sệt vô cùng. Thì hải hùng là chỉ cho cái là phải sợ sệt, là khi mà gặp mà cái gì mà tu đắc đạo là ma dương là phải bái phục à, phải quy ngưỡng, chứ không phải là tìm cách để theo phá. Mà khi mà phá không được thì lúc đó mới quy ngưỡng theo Phật. Ngày xưa thì quý vị thấy Đức Phật sau khi mà ngồi dưới cội bồ đề đó, rồi ma dương rồi những thân bằng quyến thuộc của ma kéo tới thì rất đông, rồi cuối cùng rồi Đức Phật là độ được hết. Thì hôm nay đã trở lại trong cái tiếp đó, theo câu đó làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giám thị lục căn. Đây là những cái phương pháp hành trì đặc biệt mà Đức Thầy đã nhắc nhở cho ông Cò Tà Hảo. Thì cái chỗ mà giám thị lục căn là cái gì? Đây là cái duy thức học. Thì một trong cái 10 tông của nhà Phật, Tịnh Độ Tông là chúng ta niệm Phật, Thiền Tông là chúng ta là tư duy quán xét, hay thiền chỉ, thiền quán rồi đó. Đó. Còn là Mật Tông là chúng ta trì chú, rồi Hoa Nghiêm Tông là tụng kinh Hoa Nghiêm rồi. Nhưng mà đây để thầy dạy đặc biệt ở trong cái bài Trong Tòa Phà Hảo này là kim nhíp 10 tông của nhà Phật, đó quý vị. Đó. Cho nên làm cho chúng phục tùng chân lý, tức là tất cả những cái vọng niệm sai lầm, hay là những nội ma ngoại ma, thì lúc đó đó là khi trở lại để thấu triệt được cái chân lý của nhà Phật. Mà chân lý là những cái bất di bất dịch, không ba cái lý lẽ đó không ai mà có thể thay đổi được, cũng như nói sanh già bệnh chết. Đức Phật đưa từ xưa cho chúng ta biết đó, là con người nó có 4 cái nỗi khổ về thân và 4 cái nỗi khổ về tâm. Đây là cái chân lý rồi. Nỗi khổ về thân là sanh già bệnh chết, và 4 cái nỗi khổ về tâm, mưu cầu bất đắc, rồi ái biệt ly, quan tán hội và u sầu lo ngại. Thì đây là những cái
những cái phần mà Đức Phật đã đưa ra đây là chân lý, mà hầu như tất cả chúng ta ai ai cũng phải là chấp nhận và phải đi theo cái định luật đó. Ai cũng phải sanh ra rồi lớn lên, cũng phải già già rồi bệnh bệnh rồi chết, chứ có ai mà đi ngược lại là cái việc đó đâu. Đâu có ai mà tự nhiên mà sanh ra rồi là không già, không già rồi không bệnh, lúc già rồi không bệnh hay là lúc bệnh rồi không chết đâu. Đâu có ai sống già rồi lột vỏ nữa quý vị. Thì những cái điều của Đức Phật đã đưa ra, những cái điều mà hôm nay Đức Thầy nhắc lại đó đều là chân lý, là những cái lẽ chân thật. Thì làm sao cho là nội ma ngoại ma đều phải là khâm phục, phải kính trọng và phải hiểu biết tất cả những điều của Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Thầy đều đúng với cái chân lý, đúng với chánh pháp, để cho chúng ta cố gắng thực hiện theo. Nhất là đây là một cái bài tâm pháp mà Đức Thầy muốn nhắc nhở cho ông tòa hảo. Rồi trong sắc thân giám thị lục căn là một cái bên duy thức học, thì làm sao đó phải tu. Cái sắc thân là chỉ sắc là những cái tướng trạng, mà cái thân là cái thể xác của con người. Thì làm sao đó phải giám thị, chỉ giám là coi dòm nó, chữ thị là trông nhìn. Chữ lục căn là gì? Chữ lục là sáu, mà chữ căn là cái rễ, sáu cái gốc, gốc rễ. Mà trong con người chúng ta là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thường hay nhiễm với lục trần. Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, tức là sáu căn thường hay nhiễm với sáu trần, mà sanh ra lên sáu thức. Mà cũng chính vì đó mà chúng sanh phải bị luân hồi sanh tử. Thì hôm nay bên duy thức học đó, cái tông duy thức đó là do Phật Di Lặc Ngài hướng dẫn cái tông này. Thì vị nào cố gắng làm sao chúng ta phải là giám thị lục căn đó, mà đừng cho chúng tính lăng quăng. Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, thì làm sao cho lục căn lục trần này đó là nó có cái sự là phải chuyển đổi đó. Lục căn mà không nhiễm với lục trần, lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, thì do cái lục căn chúng ta có mới nhiễm với sáu trần. Thì sáu căn nhiễm sáu trần mới sanh ra sáu thức, thì nhà Phật gọi là 18 giới cần phải đoạn. Mà chúng sanh không đoạn nó thì cũng phải đi vào trong cái con đường sanh tử luân hồi. Mà khi mà đoạn được, hay là chúng ta chuyển được từ cái nhẫn căn hay nhĩ căn, mà khi chúng ta tu là chúng ta chuyển nha quý vị. Thì chuyển làm sao trong cái sáu căn này đó mà được thanh tịnh hết, không còn nhiễm với sáu trần nữa, thì lúc đó đã đạt được sáu thông rồi đó. Mà khi có sáu thông rồi mới đủ cái phương tiện để cứu độ, cứu quyền thất tổ và cha mẹ ông bà. Cho nên thầy nhắc nhở cái đoạn sau cho ông Cầu Tòa Hảo là ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Cho nên sáu căn này đó có một vị ở trong cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, một vị là đại đệ tử của Đức Thầy quý vị, có luận một cái đoạn như thế này. Tức là trăng không bị nhiễm ô trong nước, nước chẳng cầm giữ được bóng trăng. Tự do đi lại ngày hằng, không phiền ai trói ai ngăn được mình. Sắc chi cũng không chinh được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài, đẹp không vọng niệm mê say, xấu không khởi ý chê bai gớm nhòm. Tiếng chi cũng không làm tai mến tai, tự do nghe tiếng dở hay dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lai trong lòng. Mùi chi cũng không lung được mũi, mũi tự do nếm thử các mùi. Rồi thơm, rồi mùi chi cũng không lung được mũi, mũi tự do nếm lưỡi chứ, lưỡi tự do nếm thử các mùi. Rồi thơm không làm nảy ý vui, mà thúi không thể khiến cho khơ là buồn. Trong khi mà nhà vị này đã luận cái lục căn rất là đặc biệt, thì chúng ta thấy đó, mà khi mà các nhà sư, các vị mà bên Phật giáo mà khi đọc qua những cái phần mà luận này đó, thì cho biết rằng cái vị này thì phải là đạt đến cái chỗ là mà là vượt hơn cái người thường bình như chúng ta nghĩ. Khi mà làm sao chúng ta phải diệt được lục căn không những như lục trần, bởi vì mắt ưa xem sắc đẹp, tay ưa nghe tiếng hay, mũi ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Mà thầy nói là sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra cõi xác. Nên khi mà dứt được nó ấy là giải thoát, thì sắc trần mới khỏi đổ đai. Thì hôm nay Đức Thầy đây là một cái bài tâm pháp đặc biệt mà thầy nhắc nhở cho ông Cò Tà Hảo trên cái bước đường xuất gia của ông đó. Hãy ráng nha. Làm sao đó là trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng quăng. Rồi ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Chấp thủ là giữ gìn. Làm sao đó là phải lúc nào cũng dòm ngó trông coi giữ gìn nó hết. Không cho để cho nó nhiễm. Bởi vì căn với trần đó là chính giữa là thức. Thức là cái môi giới để làm cho căn trần để gặp nhau.
cũng như nam nữ mà ở người phương trời như góc biển gặp nhau là do cái bà Mai, ông Tơ, bà Nguyệt. Thì hôm nay đó là cái môi giới, đó là cái thức mà khi dứt trừ được đó, làm sao đó là sáu căn không nhiễm sáu trần, lúc đó chúng ta đã đạt được sáu thông rồi. Mà sáu thông thì một là thiên nhãn thông, là mắt thấy trong tâm, kêu bằng thiên nhãn thông là cặp mắt nhìn suốt trong tam giới mười phương dọc ngang tỏ rõ. Thiên nhĩ thông là lỗ tai nghe suốt trong tam giới đó, ai nói gì cũng nghe hết đó, dù là sinh vật hay loài vật gì là nói chúng ta đều biết hết. Con kiến này kia, vợ chồng nó kéo với nhau đi, nước ngập rồi nó báo tin, sau đó thì chúng ta cũng hiểu hết. Tha tâm thông là biết được tâm của người và vật, của sinh vật hết. Đó, rồi túc mạng thông đó là biết được tiền kiếp của mình. Đó, cũng như cái là bậc A-la-hán đó, lọt ngoài tam giới có lục thông thì biết được là 500 kiếp về trước, 500 kiếp về sau. Còn cụ Trạng Trình đó là biết được 100 kiếp về trước, 100 năm về trước, 100 năm về sau. Tri là tri bá niên tiền, tri bá niên hậu. Còn Phật đó và chư đại Bồ Tát là biết được vô lượng kiếp của mình. À, rồi là thần túc thông là bay lại như mười phương như chớp nhoáng, người nào cũng quang minh điều sáng, ai cũng đều viên mãn thần thông, đường xa muôn dặm tây đông nhưng đi chỉ mất độ trong phút vàng. Đó, và đặc biệt nhất là cái lậu tận thông là cái phiền não tham sân si đó, nó không còn rỉ chảy ra nữa. Chữ lậu là chỉ rỉ ra ngoài, chảy ra ngoài. Đó, thì cái vị này không còn phải là nằm ở, là bị cái tham sân si mà sai sử trong là cái bánh xe luân hồi này nữa, cho nên lúc đó mới đạt được là lục thông. Mà khi sáu căn mà không nhiễm sáu trần là lúc đó là chúng ta đã có lục thông rồi, quý vị ơi, tự tại rồi đó nha. Nó không có còn là nằm ở trong cái tam giới đau khổ này nữa. Thì Đức Thầy nhắc nhở cho ông Cò Tà Hảo, cũng nhắc nhở chung cho toàn cả tín đồ. À, thì làm sao đó là ngoài thì chấp thủ mang ngăn lục trần, nó rồi phá ngũ quẩn nhất lần tham ái. À, đây là những cái bài pháp đặc biệt lắm. À, thì Thầy kêu phải phá ngũ quẩn. Lê Minh khái quát thôi, chứ chi tiết thì còn nhiều vị giảng viên khác nữa ha. Chứ quý vị thường thường hỏi là khoảng lên 4 câu là vừa. Mà chúng ta đưa nhiều quá rồi là nếu mà giải mà hết ý đó, thì nó hết, nó chóng mất cái thời gian quý báu của diễn đàn. Thì thôi Lê Minh định từ khái quát thôi. Tức là phá ngũ quẩn. À, chứ phá là làm cho tan ra hay là làm cho không còn. Cái chữ ngũ là năm, là số 5 đó. Cái chữ quẩn đây là che đậy, tức là năm cái việc mà nó che đậy cái chân tánh của mình. À, thì theo cái kinh điển nhà Phật đó là cho tôi cho biết đó, thì ở đà ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà trong cái giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy dạy cái ngũ quẩn khác nha quý vị. Năm cái việc mà che đậy cái chân tánh của mình, từ xưa tới giờ đó, cái chân Như Lai tặng tánh của mình mà không có được là mình thấy để rồi gọi là kiến tánh thành Phật đó. Mà từ lâu chúng ta còn bị luân hồi sanh tử đây là do cái vấn đề là cái ngũ quẩn này nó che đậy cái chân tánh mình nè, cũng như mây che cái mặt trời đi, cho nên nó không có chiếu soi hoằng vũ được. Thì hôm nay đó là Thầy cho biết là Thầy đã dịch giải là tham sân si nhân ngã đó. Thầy giải trong cái nó, chữ tham trong ý muốn mặc tình rồi đó, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt rồi đó. Thì trong cái ngũ quẩn mà theo cái giáo lý Đức Thầy là tham sân si nhân ngã, thì phá ngũ quẩn dứt lần tham ái, nó cõi sân si cũng phải tạo trừ. À, thì đây là chữ tham sân si nhân ngã ha. À, chữ tham là cái gì? À, thì thường thường đó, tham cái ăn uống, tham cái vật chất nó thì gọi là tham. Mà tham ái đây là gì? Chữ ái là cái tình yêu riêng tư nhỏ hẹp của chúng sanh, yêu có một người à. Nó yêu cái gia đình của mình thôi chứ yêu không có yêu nhiều. Đó, cho nên cái lòng tham ái đây là muốn nói riêng là cái tình ái dục đó, riêng của nam và nữ. Đó, mà khi mà cái phần lớn đó là cái tất cả chúng sanh cũng bị luân hồi sanh tử là cũng do nó. Mà hôm nay đó, cái đầu tiên hết mà ông đã đi tu là rày tỉnh ngộ ái hà quyết dứt nha. Đèn đạo tâm sáng rực soi đường. Thầy nhắc nhở cho ông Cô Tà Hảo đó, cái ái hà của ông nặng lắm. Đó, ông đi vậy chứ ông còn nhớ gia đình. Đó, rồi ông còn nhớ vị này vị kia, nó còn nhớ đủ thứ hết á, chứ không phải là thường. Cho nên đó, ông Cò Tà Hảo ông đi chứ ông nhớ lắm, ông nhớ gia đình ông nhiều đó, rồi nhớ vợ nhớ con đủ thứ hết, tại vì là có vợ con đầy đủ mà đó. Cho nên quan trọng là thầy nhắc nhở cái bài pháp cho ông vô cùng đặc biệt của vị, làm sao cái bể ái hà này đó ông phải ái rồi tính ngộ ái hà đó, sớm nhất đó. Phải đèn đạo tâm sáng rực soi đường, hay là phá ngũ quẩn dứt lần tham ái,
à, rất lần tham ái, ha. Rồi tội sân si cũng phải tạo trừ. À, thì cái gốc của tham sân si này đó là làm sao cũng phải tạo trừ. Cái chữ tạo là quét, quét nó ra khỏi. Cái chữ trừ đó là làm sao dẹp nó đi. À, thì ở đây đó là cũng không ngoài hơn là cái phương pháp chúng ta chuyển thôi quý vị. Cũng như lục căn hồi nãy đó, chúng ta phải chuyển thôi. Ví dụ là mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ngửi hương thơm, thì bây giờ mình chuyển nó lại, chứ không phải là mình diệt nó, là phải làm cho nó mù, làm cho nó điếc, làm cho nó rồi không còn cảm giác để thưởng thức gì hết. Thì chúng ta là không phải vậy, mà chúng ta chuyển nó lại thôi. Ngày xưa giờ thì nghe là mắt trông vào những chỗ đê hèn, thì bây giờ là chúng ta phải là lòng hiền dĩ dạng sớm chiều xem kinh niệm Phật mỹ miều mặc ai, chúng ta chuyển nó lại thôi. Tất cả chúng ta đều chuyển nó lại hết. Đó, rồi tai nghe chi những câu ái ố, thì bây giờ là tai mình hàng ngày thì mình nghe Phật pháp, nghe kinh kệ, nghe những cái gì mà hay ho tốt đẹp thì chúng ta chuyển. Còn cái tham sân si này cũng vậy, tội sân si cũng phải tảo trừ. Đó, thì chúng ta quét nó, nhưng mà rồi đây đó là chúng ta cũng phải chuyển nó hết. Từ cái tham sân si nhân ngã này chúng ta phải chuyển hết. Đó, thì trong cái ngũ uẩn, nhất là cái vấn đề nhân ngã mà gần đây đó trong đạo chúng ta gặp nhiều lắm quý vị ơi. Đó, cho nên nó có nhiều vị là hành đạo người ta đau buồn. Đó, rồi chia thấy chia năm xẻ bảy, rồi nhóm này nhóm kia, chia đủ thứ hết. Đó, rồi trong đạo rồi nhiều khi chúng ta thấy sao mà tự nhiên hồi đó có một cái rum mà bây giờ tới năm bảy cái rum. Đó, chia ra rum một rồi rum hai rum ba, rồi rum này thích ông thanh sĩ, rum kia không ưa ông thanh sĩ, rồi đủ thứ ở trên, rồi rum là này thích vị này, rum kia thích vị kia. Nhưng mà chúng ta thấy trên thực tế là buồn không vậy, nhưng mà riêng Lê Minh thấy mừng lắm. Tại vì sao vậy? Hồi đó có một rum mà tính ra đâu cả mấy chục giảng viên mà ngồi gom vô mới có một chỗ à, vì đâu có một rum vậy. Rồi giảng viên lên tôi hỏi trình bày, người lên nói rồi vài chục phút là cái như hết giờ rồi. À, thì hôm nay chia ra được nhiều rum thì giảng viên đi nhiều nơi. À, cũng như giờ là có nhiều mấy huynh cũng có chạy show đó nha, nó chạy qua rum này chạy qua rum kia, tại vì bên những cái rum kia là có số đồng đạo ta đang cần bến nữa. À, cần cái là ông giảng viên này hay là cái vị giảng viên kia. À, cần có cái sự hiểu biết, cần có cái sự trao đổi. À, cho nên chúng ta thấy là trên thực tế thì chúng ta buồn, nhưng mà sự thật ra đó là mừng quý vị. Chúng ta mở rộng được nhiều để cho đồng đạo chúng ta nhiều nơi, ai thích hợp cái chỗ nào thì người ta vô chỗ đó. Thì hôm nay là ngoài chợ thì người ta buôn bán nhiều màu đó, cái màu vàng thì mấy ông sư thích thấy không đó, rồi là ta đến ta mua bên Phật giáo Thống Nhất đó, rồi cái màu đỏ là bên các vị mà theo Khổng Tử ta chuộng cái màu đó, còn màu xanh là các vị theo Lão Tử, màu trắng là các vị theo bên Cao Đài, còn màu đen bên Phật giáo Hòa Hảo, thấy không? Thì có nhiều cái màu, thì ai thích làm sao đó ta mua cái màu đó. À, mua cái việc mà chúng ta ưa thích. Thì hôm nay giống như là một xe đi, có 50 người thôi mà tính ra nó là cả rước theo 10 ông giảng viên lên núi giảng cho cái 50 người có một xe nghe. Đó, thì bây giờ mình chia ra một người này thì dẫn một xe, người kia dẫn ba xe, người nọ dẫn năm xe, thấy không? Chúng ta chia nhiều nơi làm lợi lạc được nhiều người nữa thì cái điều đó càng tốt thôi. À, nhưng mà cái quan trọng nhất là do cái dụng tâm của chúng ta, cái nhân ngã hay không là do cái tâm của mình. Mà nếu chúng ta dứt trừ là hai cái việc mà tham sân si nhân ngã, phá ngũ uẩn, dứt trừ rồi tham sân si đây đó, thì trong năm cái việc mà cơ bản để che đậy cái chân tánh của mình, mà khi xưa Đức Phật đã nói cho Ngài Tu Bồ Đề đó, à, mà nếu mà cái nhân ngã là cái gì, đây là cái pháp tu đặc biệt à, thầy rút ở trong kinh Kim Cang đó, chứ không phải đơn giản quý vị. Bởi ngày xưa là trong 10 vị đại đệ tử của Phật đó, có ông Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất á, xá trí liên thông thiết phú na tu không chuyên lưỡng ca đồ đà na luật chuyên nhãn ba ly giới đó, a nan đa văn mặc hạnh la. Cho nên ông Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất. Đức Phật mới nói là Tu Bồ Đề ư, à, Bồ Tát hữu nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Bực Bồ Tát mà còn nằm trong tứ tướng, nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ tại giả tướng thì không phải là bực Bồ Tát. Nên hôm nay cái trong là trong ngũ uẩn thì người nào còn vướng ở trong cái vấn đề này đó thì nó làm nó che đậy cái chân tánh của mình, thì lúc đó là làm sao chúng ta có cái trí tuệ để siêu việt, để vượt dòng sanh tử được. À, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. À, thì thầy nhắc nhở cho ông Cò Tà Hảo làm sao đó, ông phải gom nó về. À, thì là mình phải ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, rồi bây giờ đó là phải làm sao phải dứt, phải phá cái ngũ uẩn này nữa. À, tham sân si nhân ngã không còn, lúc đó mình mới gom trở về, đó là về đem về giác tánh chân như. Thì giác tánh đây là cái gì quý vị?
hay là cái tâm giác. Cái chữ giác á, chữ giác ở đây đó là chỉ cho cái người đã hiểu biết vùng tột, hay người đã thực hiện, người đã làm xong cái dứt trừ tất cả những tham sân si phiền não của mình, người là lọt ra ngoài tam giới, thì lúc đó là chúng ta mới đạt được cái chỗ tự giác. Rồi đem, rồi sau đó đó đem cái kiến thức học hiểu và tu tập của cái vị đó đó để đem đến giáo hóa chúng sinh thì gọi là giác tha. Mà hai cái việc làm đó không còn là kém khuyết nữa, tròn đầy hết, gọi là giác hạnh viên mãn. Thì giống như ngày xưa đó, mà viên mãn là gì? Chữ viên là tròn, mà chữ mãn là đầy, tròn đầy hết đó thì gọi là Phật. Cho nên khi xưa Thái tử Siddhartha sau khi đó là năm, trong thời gian 5 năm tầm học các đạo, rồi 6 năm tu khổ hạnh, rồi sau đó nó ngồi dưới cội Bồ Đề, thì sau 49 ngày đó nhập đại định, thì đến khi sao mai vừa mọc chân trời ứng hồng, bức màn vô minh xé thoát, ánh sáng đại ngộ chiếu lòa, thì lúc đó ngài mới thấy ngài đó đã thành Phật rồi. Lúc đó là tham sân si phiền não không còn, ngài đã chứng đạt tâm minh hết rồi. Thì ngài mới nhìn lại đó là ngài đã thấy, ngài đã biết ngài đã thành Phật, thì lúc đó mới tự giác. Rồi lăn bánh xe pháp suốt 49 năm gọi là giác tha. Rồi đến khi đó hai việc làm đó không còn kém khuyết nữa, đến 80 tuổi ngài mới vào niết bàn, gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên cái giác tánh mà đem trở về để thành tựu được thì đó là chúng ta đã thành Phật rồi đó. Bởi vì chữ tánh là cái gì? Là cái tâm đó là cái thể, mà tánh là cái dụng đó. Do cái tâm nó biến ra cái thể, cái dụng bên ngoài, cũng như sống với nước, yên lặng trở về đó là nước, nhưng mà do gió trần thổi lên làm cho nước nó dâng cao lên, ta gọi là sóng. Mà khi hết gió trần trở lại cái thể yên lặng đó gọi là nước. Thì hôm nay cái tánh của vị, cho nên trong kinh, trong sách, trong sấm giảng Đức Thầy chúng ta cũng nhắc nhở tánh hung hăng đâm chém chặt bầm nữa, chứ đâu có nói cái tâm. Tại vì cái tâm nó đã thể hiện ra cái tướng bên ngoài gọi là tánh. Thì như vậy thì tánh ở đây cũng gọi là tâm. Thì giác tánh tức là làm sao cho là trở lại cái tâm giác ngộ của mình, hiểu biết cái sự vật trên đời nữa này đó không có giờ tồn tại, không bao giờ vĩnh cửu. Nó chúng ta thấy được như vậy bằng cái thật tướng, thì lúc đó mới trở về cái chân như tâm được, trở về cái Như Lai tặng tánh của mình, đem về giác tánh chân như đó, rồi kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Thì kim thân là một ở trong đó là tam thân của Phật. Thì kim thân thị hiện là cái thân vàng của Phật. Một đó gọi là kim thân thị hiện là cái gì? Thì cái kim thân đây đó, thì cái thân vàng hay của Đức Phật còn gọi là cái báo thân. Cái thân mà Đức Phật đó là mang để rồi cho đến 80 tuổi đó, để ngài đó là trong cái thời gian mà sau khi đó là ra đời rồi tới khi nhập Niết Bàn đó là đến 80 tuổi. Thì cũng gọi là cái kim thân hay là cái báo thân. Thiên bá ước quá thân, tức là ngài đó đã thứ hai đó là thiên bớt quá thân, tức là những cái thân của chư Phật và chư Đại Bồ Tát đã thị hiện rất nhiều cái thân để rồi quá độ chúng sanh. Đó, rồi là kim thân hay là cái chân thân. Đó, cái thân vàng hay là muốn nói cái thân của Phật. Cái thân mà ngài đã thường ở cái cõi là thường tịch quang tịnh độ đó. Như vậy thì là kim thân là một ở trong tam thân của Phật. Đó, thì kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Mà khi mà kim thân thị hiện thì lúc đó là cái vấn đề cái con đường sanh tử là không còn. Thì khi mà đã đạt được, thấu triệt được, tức là bỏ đi cái thân phàm này đó để đạt được cái chân thân, tức là cái thân phàm chúng ta là do cái nghiệp thức, do cái vấn đề là lục căn lục trần đây đó, lục thức đây nó sai sử. Cho nên khi mà đến cái kim thân là gì? Là gì? Cái phần lớn là cái thân phàm chúng ta đó là do cái thức nó điều khiển, mà cái kim thân đây là do cái trí tuệ để điều khiển cho cái kim thân này mới được. Cho nên nó có chỗ thầy nói là gì đó, thầy nói gì có chỗ ngài nói là cái gì mà ngài nhập cái bàn này, quý vị còn nhớ không? Chỗ mà khi mà chúng ta đã thành tựu được á, thì lúc đó đó linh hồn nhập liên hoa siêu sinh vào cõi niết bàn đó. Đến cái giai đoạn đó là cái thân đó, tức là làm sao đó là chủ cái mạng, tức là một chánh mạng thật là rất khó đó, giữ tấm lòng bất động như y một chánh mạng chúng sanh nơi hở đó, cho hồn linh cai quản châu thân đó, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần
mới có thể mong về cực lạc. Thì lúc đó đó, cái chân thân của chúng ta thì phải có là phải đi đúng theo cái con đường bát chánh của đạo Phật, của Phật, bát chánh đạo của Phật. Như vậy đó là cái chánh mạng là phải dùng cái trí tuệ để rồi làm cái kim thân, là phải có cái trí tuệ siêu việt làm chủ cái thân này. Phần lớn cái thân phàm của chúng ta là do cái nghiệp thức để là để sai khiển, cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải bị luân hồi sanh tử. Mà khi mà chúng ta đó là có một cái trí tuệ siêu việt, lúc đó chúng ta đã khiển được cái vấn đề đó là cái thân phàm, thì cái thân phàm nó chuyển thành là kim thân. Mà kim thân thị hiện thì dứt trừ tử sanh. Thì thưa quý vị, quả thiệt thì những cái bài lời chỉ dạy của Đức Thầy rất là thâm thúy. Qua cái phần trình bày của Lê Minh thì theo cái sự học hiểu của mình, biết tới đâu thì trình bày tới đó. Thì cũng có các hàng huynh trưởng, các chú bác, huynh đệ có những cái gì mà thấy còn kém khuyết thì mời quý vị để rồi cùng lên để chúng ta góp ý thêm cho đầy đủ ha. Thì qua cái bài, qua 10 câu giảng mà Đức Thầy đã nhắc nhở cho ông Cò Tà Hảo, thì hôm nay sau khi ông đã xuất gia tu hành theo đạo Phật, thì cái quan trọng đầu tiên đó thì phải rài tỉnh ngộ hà quyết dứt, dứt trừ tất cả những cái lòng ái luyến của cõi trần ai, rồi phải thực hiện làm sao đó là để đạt được cái vấn đề ngũ hương. Rồi lúc đó ông sẽ có được một cái trí tuệ siêu việt. Có khi có trí tuệ thì mà ông có thể mới hàng phục được ma dương, nội ma và ngoại ma của chính mình. Thì lúc đó khi mà tất cả nội ma ngoại ma để phục tùng chân lý, thì cái quan trọng cái tiếp theo đó là làm sao phải ông thực hiện qua cái chương trình duy thức học của nhà Phật. Cái tông duy thức tức là làm sao cho lục căn đừng nhiễm lục căn đó, rồi phá luôn cái vấn đề ngũ quẩn, tham ái sân si phiền não nhân ngã. Khi mà ông đã dứt trừ xong rồi đó thì mới gom trở về, lúc đó mới thành tựu được để trở về cái giác tánh chân như. Mà khi kim thân thị hiện thì lúc đó ông đã lọt ra ngoài tam giới, không còn bị là tham sân si phiền não và tất cả những cái nghiệp báo tiền thiên và tiền phước mà đã lôi kéo chúng ta, đã khiến sai chúng ta, đã sai sử chúng ta trong vô lượng kiếp luôn chìm mãi trong ba cõi sáu đường này. Cho nên hôm nay thầy nhắc nhở cho Cò Tà Hảo cũng như nhắc nhở chung cho toàn cả tín đồ, chúng ta cố gắng làm sao thực hiện đúng qua lời chỉ dạy của Đức Thầy thì rồi đây chúng ta sẽ thành tựu đắc đạo thành công ha, viên mãn hết. Kính chúc cho toàn thể chư quý vị chúng ta cố gắng làm sao chúng ta cũng phải đạt đến cái chỗ là kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh, để đem về giác tánh chân như, thì lúc đó chúng ta sẽ thành tựu viên mãn. Thì kính chúc hết toàn thể chư quý vị đạt thành bổn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin trả lại cho Trung Quân nha. Nam mô A Di Đà Phật.